Gaga hạnh phúc, hóa ra bảo anh làm cách này để lấy lòng ông nội Quỳnh Cun. Trong tập tiếp theo phim Gaga hạnh phúc, Khải sang nhà chơi đánh cờ, tạo niềm vui tuổi già cho ông nội Sơn Ca. Gaga hạnh phúc đang dần tiến đến những diễn biến hấp dẫn xoay quanh mối quan hệ của các nhân vật. Phim Quỳ tự sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên được yêu thích trên màn ảnh Việt hiện tại, Quỳnh Cun, Duy Hưng, Bảo Anh, Bình An. Trong tập tiếp theo phim Gaga hạnh phúc, Khải, Bảo Anh đã sang nhà uống trà, chơi cờ tướng với ông nội Sơn Ca. Hành động thân thiết này của Khải khiến cư dân mạng trầm trồ và đặt nghi vấn rằng liệu anh có đang mượn sở thích riêng để lấy lòng ông nội Sơn Ca. Cụ thể, trong tập 13 lên sóng vào tối mùng 5 tháng 9, Khải có dịp sang nhà Sơn Ca để đón Vân, Ngọc Huyền. Tại đó, anh cho biết mình sẽ gửi Vân sang ở dài hạn và trả công trông nom em gái cho Sơn Ca. Thay vì sang đón em rồi về, dường như Khải đã dành thời gian để ở lại thăm hỏi và trò chuyện với ông nội Sơn Ca. Trong bức ảnh được chia sẻ, Khải đang ngồi uống trà và chăm chú đánh cờ tướng với ông nội Sơn Ca. Có vẻ như ván cờ trên khá gay cấn nên trông hai người vô cùng tập trung. Khoảnh khắc Khải đánh cờ cùng ông nội Sơn Ca trở thành chủ đề bàn tán của khán giả trên diễn đàn bàn luận phim. Bên cạnh những ý kiến trầm trồ vì sự tử tế của Khải, nhiều người còn đùa rằng phải chăng anh đang từng bước lấy lòng ông nội Sơn Ca. Tuy nhiên, có vẻ như hành động của Khải chỉ đơn thuần là một chuyện phải phép của một người trẻ đối với người lớn tuổi, không có ý gì khác. Ngoài ra, khán giả cũng tin rằng tuyến tình cảm giữa nhân vật Khải và Sơn Ca sẽ có sự biến chuyển trong những tập tiếp theo. Được biết, cũng trong tập 13, Khải đã ra tay dạy cho Quân một bài học khi anh có ý làm phiền đến Sơn Ca. Liệu mối quan hệ giữa Khải và gia đình Sơn Ca có gì đặc biệt? Những diễn biến mới của phim Gaga hạnh phúc lên sóng vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3.